Mỗi một con người trong cái cuộc đời này mình sống á, nó có cái góc độ, có tư tưởng sống thì quý vị sống cũng đặc biệt lắm. Nghèo nghèo chứ người ta cũng kết quý vị ra, chứ không phải không kết đâu. Tại vì quý vị nghèo quý vị được cái gì? Được tự tại. Được tự tại. Mình nghèo mà mình tự tại quý vị. Nói rõ quý vị nghe thì nó chỉ có ba buổi cơm thôi. Giàu nghèo gì cũng ba buổi cơm thôi. Quý vị đi vô cái phòng nhà Đức kìa, cái phòng nhà Đức đi ra mấy cái phòng mấy chú thôi. Những đứa ta thấy á, cái cửa sổ nhiều quá mà mỗi ngày cũng thường đóng cửa, thì bây giờ á, có khi mấy con mọt ở bên kia nó chui qua. Những đứa kêu mấy chú mua mấy tấm dán alu đắp cái phòng lại, đắp cái cửa lại luôn, kính mít lại chưa, mà đắp cái cửa lại xong thì nó không đẹp. Cuối cùng những đứa kêu người ta làm mấy bức tranh giải quý vị mà dán được á, những đứa dán vô cái cửa đó, cuối cùng những đứa làm ra cái phòng tranh, cuối cùng những đứa ngủ xung quanh là sông núi không à. Thấy chưa? Xung quanh là sông núi không? Có khi những đứa đứng ngay chân chỗ con suối, những đứa cảm giác gì nè, à suối để tắm cái tắm. Tại vì cái chanh quý vị, cảm giác quý vị. Thật sự quý vị biết cái niềm vui của nội tâm nó hay lắm. Nên chúng ta đứng kế con suối của bức chanh, nhưng chúng ta cảm giác chúng ta được tắm trong con suối này. Hiểu không? Đó. Rồi nó có chim bay nữa. Rồi có hoa nữa. Trong bức chanh nó đầy đủ hết trơn. Thì nó nói, à mình ở nơi đây thôi mà sông núi đồ này kia đồ thu gom gì đây hết rồi, cảnh nhân sinh có hết rồi quý vị. Mà đó là cái cửa sổ không cần thiết. Cuối cùng bích lên chưa, cái lấy tất cả mấy cái mà màn đem ra, cái tự nhiên cái người ta bước vô phòng nó, ủa sao phòng này nay rộng vậy, tại lúc trước thì nó có màn xung quanh, bây giờ dọn màn hết nó thành ra cái phòng tranh. Cuối cùng ngủ trong phòng tranh, mà phòng rất là đơn giản, nó có gì đâu quý vị. Đó, nên mình biết á, sắp xếp cái nơi ở của mình gọi là phong thủy tốt. Những đứa nói với quý vị nghe, cái phòng ở và cái giường ngủ nó rất quan trọng. Thí dụ quý vị ngủ một cái giường vô cùng chặt chội, nó sẽ làm cho cái cơ địa của quý vị bị ảnh hưởng, mà cơ thể đã ảnh hưởng rồi nội tâm bị ảnh hưởng. Nhưng nếu một cái giường mà đàng hoàng, sạch sẽ, quý vị sẽ thấy một cái giấc ngủ bình an. Cái này là 100% luôn. Nghèo nhưng mà chúng ta có thể sắp xếp cái này được một chút mà. Đó là cách luyện tâm để thành đạt sự nghiệp. Luyện tâm để thành đạt sự nghiệp. Bây giờ có nhiều người, người ta nhà cửa ta lớn bao la, săn giường bự quá trời. Nhưng Đức nói chỉ cần ở trong cái săn giường đó thôi, mình thiết kế một cái khung phòng, xung quanh toàn là mình mua lan mình để xung quanh. Rồi ở trong đó mình để máy niệm Phật, rồi để một cái bàn trà đạo cho gia đình, vợ chồng con có khi ngồi lại với nhau, ngồi nói chuyện được với nhau. Những Đức nói cái gia đình quý vị là cái gia đình đại hạnh phúc. Đi làm về ai cũng tranh thủ về nhà chứ. Tại vì cái gia đình nó đặc biệt quá quý vị, sao mà không về nhà? Tại sao người ta đi làm gì mà người ta không về nhà? Vì về nhà gặp vợ mình thấy mắc chát, nó chữ con cái sùm, mặt mày cũng như bà chằn lửa. Quý vị mà đi học Phật mà về như bà chằn thì cái điều này quý vị thua. Nhớ không? Chồng đi làm gì mệt thì mình làm vợ, mình vừa gặp chồng vừa nhìn sắc mặt chồng mình nên biết nói câu gì. Nghe không? Mình nói một câu thôi làm cho chồng mình nhẹ nhàng. Mình nhìn mặt người ta mình biết người ta bao nhiêu phần trăm của cái săn hẳn bực bội. Nó là mình lỡ là mình nói vài câu vuốt ve nhẹ nhàng làm cho người đàn ông người ta cảm thấy vui và bình an. Thì ai mà đi làm mà không tranh thủ về nhà gặp vợ, hiểu không? Còn bây giờ mà mình mà chàng ơi đi học Phật mà về nhà mà buông xả, hiểu không? Thua ơi. Nó chồng vừa đi làm về thôi là thay đồ này kia rồi xong hỏi anh ăn cơm liền chưa, hay ngồi nghỉ một chút để em làm hứng ly nước cho uống. Dù ly nước lọc mình hứng mình đem ra giống như hầu chồng vậy đó. Nhưng mà có lúc người ta hầu lại mình, hiểu chưa? Hầu qua hầu lại nhau thôi. Thì công nhận không? Có khi người ta cũng bỏ sức ra với mình quá thì mình có khi cũng bỏ ra chút sức với người ta. Hiểu không? Hiểu không? Có qua có lại mới tội lòng nhau. Quý vị, nếu quý vị mà hiểu cách sống vậy thì đúng là Phật pháp mình nó quá phong phú rồi. Vì đa dạng, quý vị ngồi ở đây đa phần là cư sĩ không à. Nhưng nếu không giảng như vậy thì họ giảng thì sao?
Không lẽ bây giờ Như Đức giảng cái hạnh xuất gia cho quý vị cư sĩ này nghe có phù hợp không? Giảng cái hạnh cư sĩ chứ. Vì ngồi ở đây bây giờ quý vị nhìn đi, mấy người xuất gia ngồi đây? Có mình Như Đức à. Mà Như Đức giảng đây đâu phải giảng cho Như Đức nghe, giảng cho cư sĩ nghe. Thì Như Đức phải nói ra cái hạnh của cư sĩ. Có nhiều người họ không hiểu, nói sao thầy không giảng ngộ ghê. Quý vị ở dưới là ai mà giảng không theo quý vị? Học pháp là nó theo chúng sanh. Ừ, nó đắp vào chúng sanh phù hợp, hiểu không? Nên mình á, là người học Phật á, cái tư tưởng phong phú. Bản thân quý vị mà bận đồ, quý vị cũng biết mình nên bận đồ sao. Tại vì sao? Mình nhìn cái mẫu đồ của cái hình mẫu nó bán ở trong cái chỗ mà bán đồ á, nó có mấy cái hình người mẫu nó bận đồ vô cho mình coi đồ đẹp đúng không? Mình nhìn coi cái dáng mình với cái mẫu đó nó giống không? Người ta thì eo o ngon lành, còn mình là hổ mít. Mình nhìn cái mẫu đồ đó nó bận thì đẹp, mà mình bận vô là không đẹp. Nên mình phải lo mua cái loại đồ nào mà để nó phù hợp với bản thân mình. Vậy thôi mà mình còn không biết nữa. Mình đi mua y gan người mẫu, mình bận vô thì giống như xà mâu. Đó là mình không biết nhìn mình, không biết mình là ai á, mình hiểu chưa? Đó. Nên từ nơi đó mà quý vị học Phật gì quý vị quá phong phú rồi. Từ cái trang sức, từ đồ đạc, quý vị phải nhìn mình để phù hợp. Người ta nhìn người ta rất là quý phái sang trọng, người ta tót lên cái bộ đồ và trang sức người ta phù hợp. Còn mình không phải nằm vào cái dạng đó. Mình có đi mua đồ đó bận vô thì cũng giống như ông kè, không giống đâu vào đâu hết trơn á, hiểu chưa? Quý vị mà hiểu nguyên lý này thì quý vị sống đúng là rõ ràng, gọi là sanh điệu thông tình đạt lý. Nha. Ví dụ như bây giờ quý vị gần một hoa hậu đi, vị đứng kế bên đi, vị nói nè: Chị em ngưỡng mộ chị ghê, chị đẹp quá trời đẹp luôn. Em tướng em không có làm gì được giống chị đâu. Đồ bình thường thôi, quê lắm chị ơi. Em tướng em xấu lắm, đẹp như chị đâu. Ngưỡng mộ chị thôi, chị đẹp, công nhận chị đẹp thiệt. Là trong lòng người ta cảm thấy là thương quý vị rồi đó. Thấy rất là thương quý vị rồi đó. Nói em cũng có thể bận đồ đẹp giống gì không nữa chị ơi. Em bận giống chị là nó kỳ lắm. Chị coi eo em nè, trời ơi. Trời ơi, cái gì đâu mà nó hụt mít gì mà sao bận giống chị. Hiểu không? Nó không có được giống chị đâu chị ơi. Chị đẹp thôi, em chỉ có ngưỡng mộ chị thôi, còn em thì thôi bận đồ bình thường. Chị đẹp, chị công nhận chị đẹp thiệt. Thì mình cũng không có thua gì của hoa hậu đó đâu. Hiểu không? Mình có thể hạ mình xuống mà đưa người ta lên vậy thì mình cũng ngang người ta rồi. Thấy không? Đó, nên mình đẹp đức hạnh. Còn nếu như mình đã xấu rồi mình còn ganh tị với người đẹp nữa, thôi vậy thì mình không được một cái giống ôn gì luôn. Tức là xấu rồi mà còn ganh tị với người ta đẹp. Thấy quý vị? Đó. Nên à. Thấy không? Hả? Quý vị thấy gì Đức chia sẻ một cái, quý vị thấy nó nhân sinh không? Mà cực kỳ phù hợp với hàng cư sĩ luôn. Nếu như bây giờ mà nguyên một vàng này người xuất gia hoàn toàn ngồi đây, 100% quý vị Như Đức sẽ hoàn toàn giảng tịnh độ khác. Một Như Đức tin 100% thử nguyên một vàng này xuất gia hết đi, rồi Như Đức sẽ giảng tịnh độ cho quý vị thấy, vì tịnh độ cho họ nghe. Còn đây là Như Đức đang giảng tịnh độ cư sĩ. Đúng không? Tịnh độ cư sĩ. Tịnh độ ở đâu? Nhà quý vị là tịnh độ đó. Những đứa đang chia sẻ như vậy là để lập cái nhà quý vị thành một cái gia đình tịnh độ đó quý vị. Hiểu không? Cái này là 100%. Nhưng chỉ quý vị đó, từ cái chùa chiền mình thôi, vì giờ đây vị thích rõ ràng mà. Nó thì bây giờ cái nhà quý vị làm sao mà người ta đến người ta cũng thấy thích đó. Không phải nói giàu gì quá, nhưng mà cái trong gia đình nó thấy bình an. Nó trong gia đình nó bình an, dù cho nhà mình nghèo nhưng mà nó kỹ, nó sạch. Nó nhà sạch thì mát mà. Mình gọn ghẽ nhà mình sạch sẽ một chút, để chồng mình hay vợ con gì đi về nhà cái là thấy cái gia đình nó bình an, nó sạch sẽ.
Thí dụ như giải sồ gì màng gì tùm lum tùm la, chúng ta dám đầu tư, chúng ta dọn nó lại bớt lại một chút, rồi chúng ta đầu tư lại cái bàn thờ cho đàng hoàng lại. Trên bàn thờ thờ á, chúng ta thấy hình ngày xưa mà hình trắng đen tùm lum tùm la, đèn á thì cái màu đèn nó làm cho cái căn phòng bằng đêm nó thấy đáng sợ. Chúng ta đổi đèn lại, mua cái đèn đâu có nhiêu tiền, chúng ta chỉ cần thay đổi bông thủy lại thôi. Chúng làm sao mà cái đèn bắt lên cái nhìn cái căn nhà mình nó sáng bằng một cách rất là dịu, rất là nhẹ mắt. Bằng đi mình ngủ mình giật mình nhìn ra cái bàn thờ không đáng sợ. Vì sao? Vì tất cả hình trắng đen mình gọi là thành một cái hình nhỏ, thành một lọt hình, mà đừng có để mà hình ảnh mà cái kiểu mà mắt kiến to mang, rồi bận áo dài, rồi ngồi ngay chân dưới bàn thờ cầm cái gậy, tự nhiên mình ngủ nữa đi mình giật mình nhìn qua mình thấy nguyên tấm hình nhìn vô mình. Đó là phong thủy bị ảnh hưởng đó quý vị à, hiểu không? Mà con cháu mình nó cũng bị ảnh hưởng, nên từ nơi đó mình chuyển hóa lại. Quý vị có đặt vấn đề là bây giờ đổi hình nó có bị gì hay không? Bị gì? Cái tâm lực quý vị nó còn mạnh hơn cái đó nữa thì bị cái gì? Mình vì người ta, con bây giờ phải an lạc thì ông bà mới tốt đẹp chứ sao? Chứ giờ con cháu mà còn sợ ông bà nó thôi chịu thua, mà nó thấy sợ thiệt. Rồi bằng đêm mà kiểu mà mấy bóng đèn mà để mà thờ đổ quét á, đỏ như mà máu, quý vị coi sao mà đẹp. Bây giờ bằng đêm cái tự nhiên tắt đèn hết trơn, cái thấy cái phòng đỏ hói à, kỳ cục lắm, nó đỏ thấy ghê lắm. Mấy vị biết đỏ là phim gì? Phim ma phải không? Phim ma nó ưa đỏ lắm quý vị đó. Nên chúng ta đổi lại cái màu phòng đèn làm sao cho nó dịu nhất, cho nó nhẹ nhàng nhất, mình phải thay đổi lên chút. Rồi những cái màu màn trong gia đình mình phải thay đổi lại một chút. Rồi ở trên á, lao phong nhà mình nó nghiêng ngả phải sửa lại một chút. Những cái cần điều chỉnh lại một chút. Tức khắc bước vô căn nhà mình thấy sinh động liền, thấy thích liền, không nói vòng vo. Nên quý vị mà biết cách điều chỉnh, dù nhà nghèo nhưng mà ta bước vô thấy, ủa chị ơi, sao em bước vô gia đình chị em thấy nhẹ nhàng quá. Mình mới nói rằng chị biết, bước vô ngôi nhà này cũng phải chưa phải nhẹ nhàng đâu, mà người chủ trong nhà này nhẹ nhàng, chủ nhà nhẹ nhàng. Quý vị đi vô chùa này không phải ngôi chùa này giúp cho vị nhẹ nhàng, mà là tâm của người trong chùa này nhẹ nhàng. Thấy không? Phong thủy là từ tâm sanh, nên cái tâm là cái ý nghĩ nghĩ ra để bồi dưỡng phong thủy chỗ này. Cỏ cây hoa lá bông giấy ở đây tất cả điểm đều là do tâm con người tạo ra đó. Cái tâm con người mà tạo ra chứ làm sao, đúng quý vị? Những đứa đi ngang con chim nó đang hót, như đứa nói hót đi chim, hót đi chim. Đi chưa quý vị thấy không? Cái tâm đây đã vui mà đi ngang gặp chim hót rồi, hót đi chim, hót đi chim. Thấy không? Chim nó càng hót, tại vì mình kêu nó hót đi chim. Những đứa đi ngang bông giấy, như đứa nói bông giấy, nở bông giấy, nở đi bông giấy con. Nó quý vị thấy không? Tự nhiên lấy tay vuốt bông giấy, người ta thấy thương bông. Quý vị thí nghiệm thử đi, thí nghiệm thử đi. Một cái chậu bông ở trong nhà quý vị quan tâm, và một cái chậu bông quý vị không ngó ngàng đến, quý vị sẽ thấy hai chậu bông hoàn toàn khác với nhau. Đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ mình là người học Phật, mình nên tập quan tâm đi. Mình là người phụ nữ, mình nên chăm sóc gia đình. Mà cái chăm sóc gia đình là chăm sóc ai biết không? Chăm sóc chồng, chăm sóc con. Mình là người phụ nữ phải tập biết nấu ăn, để mỗi tuần nó có một buổi ăn cơm của gia đình. Đúng không? Tập nấu ăn đi. Ở đây cô nào không biết nấu ăn đưa tay anh coi. Mấy bà này chắc không có chồng. Không? Nấu ăn mà làm gì không biết nấu. Chỉ có làm biến nấu thôi, chứ làm gì không biết nấu quý vị. Thí dụ như bây giờ mình là người vợ, mình nấu ăn đi, mình nói với chồng nè, anh ơi, em nấu ăn không có ngon, nhưng đây là cả cái tấm lòng của em nấu cái buổi ăn này. Em nấu từ sớm tới giờ, em mong anh ăn một chút cũng được, đó là em vui rồi. Vậy đó mà chồng nó ăn hết trơn, hiểu không? Mình không biết nấu ăn thì mình đừng nên nấu mặn. Vì sao? Vì nó lạc, mình còn có cơ hội chấm nước tương, nước mắm. Còn mình mà nấu mặn là hoàn toàn chịu thua. Hiểu không? Nên
Còn lỡ bữa nào mình nấu mặn thì mình nói anh ơi bữa nay em nấu đồ ăn quá trời mặn rồi, nè em hứng ly nước cho em anh uống. Quý vị thấy cái cách bồi dưỡng gia đình quý vị thấy đặc biệt không? Cái gì mình cũng là lợi mình làm hay chứ nha. Mình là người phụ nữ vậy làm gì chồng không thương mình quý vị. Gia đình mình càng ngày càng hạnh phúc chứ làm sao. Dù mình không có đẹp, mình thường mình không đẹp mình nói em không có đẹp, em không có đẹp, nhưng em chỉ được một cái tấm lòng, đó là đến với anh bằng một tấm lòng chân thật. Vậy thôi. Nên anh đi ra ngoài anh có thể gặp cô này cô kia cô nọ, nhưng riêng em lúc nào cũng là một người vợ chung thủy trong cuộc đời anh. Chết mồ luôn. Cái thấy xỉu luôn chứ không phải chuyện giỡn chơi nha quý vị. Cái này chưa đẹp gì hết trơn mà nó xỉu chết mồ luôn rồi. Thấy không? Cái lời nói nó ghê gớm lắm quý vị. Nó không đơn giản, quý vị thấy Nhân Đức đâu có đẹp. Nhưng mà tại sao quý vị từng nào cũng về đây gặp Nhân Đức? Lời nói chứ cái gì? Đúng quý vị. Lời nói làm bị bình an nè, làm bị vui vẻ. Quý vị coi, một đứa con nít, một đứa con nít mà cha mẹ nó nói là nó cực kỳ dữ dằn, cực kỳ khó luôn. Nó vừa gặp Nhân Đức, trong túi Nhân Đức có cục kẹo nè, con cho con cục kẹo. Ba mẹ nó thường ưa nói câu nói này mà lại giúp Nhân Đức nghe. Ba mẹ nói thầy coi nè, cái thứ gì đâu mà nó lì lộm rồi hơn cái gì nữa thầy. Nó lì không tưởng tượng, nó hổn, nó lì được cái nói nè. Nhân Đức vừa gặp nó nè, con cho con cục kẹo. Nó nhỏ gì mà lì cái gì. Nãy rõ ràng ở bên khu tăng có thằng nhỏ rõ ràng đó. Ba mẹ nó lì dữ lắm thầy ơi, nó không tưởng tượng, nó lì đừng có nói nữa. Nó dữ lắm đó thầy. Nó đâu có lì gì đâu. Này con cho con cục kẹo. Sao nó à, thì cảm ơn thầy. À thấy chưa? Xong Nhân Đức đi lên cầu thang đi theo chợ. Thôi được con đừng đi theo chứ. Đi theo. Phải không? Nó đó là cái mà trước nhất bạn vậy đó quý vị. Nó khó gì khó, nhưng mà mình nên thương người ta một cái là nó hiền. Bây giờ họ khó mà mình còn không thương họ, họ giữ thêm á. Tại vì nó nuôi nhiều người già, nó biết mà. Khó nhưng mà mình thương họ, họ hiền. Vì thương sao giữ. Thấy không? Nó ban đầu mình cho họ ăn canh hông đi. Thì còn đâu giữ nữa. Vì nó ăn no quá, nó mệt quý vị ơi. Ăn no quá, nó mệt quý vị ơi. À. Có cái bà này nghe, bà lại có gặp Nhân Đức, bà nói thầy con nói cho thầy nghe này, thì đừng có nói cho ai nghe nghe. Xong Nhân Đức nói, cô nói đi, Nhân Đức có nói cho một người nào nghe đâu. Thấy không? Bà nói rằng thầy biết rằng con kia con mệt ghê, chồng con nó thương con thấy ghê. Mà mỗi lần thầy biết rằng con đang làm gì thì mới cứ lỡ hung mặt con kỳ cục hết. Con thấy con mệt mỏi còn hơn cái gì nữa thầy. Nó bà đừng có mệt mỏi, bà mệt mỏi nên nó hung hoài. Giờ Nhân Đức chỉ bà một chiêu mà không bao giờ từ đó sau nó không làm phiền bà nữa. Là sao thầy? Bà về bà đè nó bà hung. Chứ sao bây giờ? Bây giờ quý vị coi, bây giờ nói cái theo nó hung hoài. Là vì nó chưa đủ đô. Bây giờ bà đè nó bà hung, nó chết mồ thì nó sợ. Bà về bà nói thiệt không thầy? Nó thiệt, bà về bà làm thử đi. Hồi đó giờ bà chưa bao giờ bà đè chồng bà hung phải không? Bà nói dạ chưa, bữa nay bà làm thử đi. Bà về chàng không, bà làm thiệt. Bà hung đến mức mà nó bò lăn bò lết nó chạy. Bò lăn bò lết chạy luôn. Bà nắm chân bà gịch lại. Bà gịch lại. Xong nó bò lăn bò lết bà đóng quần bà kéo lại. Bà nói bà làm tới luôn quý vị. Bà nói là tính ra gần một tháng nay nó không dám làm như vậy luôn với bà. Không biết sao luôn. Là nó thấy sợ luôn rồi. Mà bà nói rằng mà cái lúc Nhân Đức chỉ bà Nhân Đức nè, mà bà nhớ nghe, bà hung nó mà bà phải làm gì nè. Thôi bà đừng có hung nhẹ nhàng mà bà làm nè. Cuối cùng mới bị một tháng nay luôn. Là bà nói rằng là nó không dám lỡ gần làm phiền gì chứ. Mà lâu lâu nó đến gần bà làm nè. Không dám quý vị. Quý vị thấy chưa? Không biết sao mà Nhân Đức chỉ những cái lạ lạ mà người ta giải quyết được vấn đề. Vậy đó mà bà nói từ hôm nay là con nghe thầy giảng luôn. Kết à? Được à? Bao nhiêu năm nay phiền phức.
chỉ có một chiêu thôi mà giải quyết được vấn đề. Nó thấy chưa? Thì biết cái này cũng đến vào nhân quả. Tại vì mình thiếu nó, mình thiếu nó nên nó mới đòi hoài nó hung. Bây giờ mình muốn trả một lần thì mình bay mình hung nó tới cùng rồi. Thì trả luôn bước cho rồi, khỏi cần đòi, tao trả luôn nè. Tao trả luôn. Bay vô thì bà đó nè, chèn ô ba hung liên hung liệt cái mặt nó. Cuối cùng nó sợ nó chạy, chồng chạy quá trời, nó nắm cái chân gịch lại. Mà lúc nó giống như cầu cứu luôn quý vị. Làm thấy ghê quá mà làm nè. Tôi không vào. Làm gì? Cuối cùng bà trả một lần một, mà bà nói một tháng rồi không dám ho hé luôn. Thấy kinh chưa? Trong đây mấy bà này cái điều dám về làm thiệt đó. Thấy không? Nó kiểu thì ghê vậy chàng. Quý vị ơi, đúng là rõ ràng Thiên Đức do gặp quá nhiều người quý vị, nên gặp chiêu nào, cơ nào thì sổ chiêu nấy, phù hợp. Nó nên từ nơi đó tất cả những cái việc gì trong cuộc đời này quý vị đều giải quyết được hết. Giải quyết được hết, không có cái gì mà không được. Tại vì sao giải quyết được? Nghe nè. Vì sao giải quyết được tất cả việc trong cuộc đời này? Vì sao? Vì cái thân này giả mà không giải quyết được là sao? Cái thân này giả mà. Một ngày nào nó cũng bỏ mình, tại sao bây giờ mình không xử lý đi? Xử lý cho nó xứng đáng. Cho xong một đời này đi về cực lạc. Nó chị ngay chỗ cái thân giả này giải quyết được hay không là quý vị biết nó là giả, vì sẽ giải quyết được. Nhưng mà giải quyết rồi quý vị mới thấy nó nhẹ nhàng đó, nó lại nhẹ nhàng. Nên quý vị đừng bao giờ bị những cái gì câu thúc từ nội tâm. Phật pháp là gì? Là cái móc khóa để mở cái sự phiền tối trong nội tâm ra. Đừng bao giờ cho mình là người thiệt thòi nghe quý vị. Trong cuộc đời này không có thiệt thòi đâu nghe bạn. Nếu bạn cho bạn thiệt thòi là chắc chắn 100% bạn phiền não. Vì bạn nói bạn thiệt thòi. Bao nhiêu mưa, bao nhiêu chục năm nay bạn quá cực lực vì người ta, vì chồng, vì vợ, vì con. Nhưng mà người ta lại đối xử với bạn tệ. Người ta lại dùng những cái lời nói làm bạn đau lòng. Bạn nói tôi quá nhiệt tình mà tại sao đối xử với tôi như vậy. Thì bạn phiền não rồi. Cái nhiệt tình của bạn là cái trả nợ. Cái nhiệt tình của bạn là trả nợ. Bạn kêu người ta cảm ơn bạn không có lý đó. Đã là thiếu nợ thì trả nợ, thì cảm ơn cái gì? Cảm ơn bạn thì tạo ra thêm cái nghiệp. Người ta không cảm ơn mình vì thật sự mình thiếu nợ người ta. Còn nếu như mà có ân tình thì chắc chắn rằng chúng ta là có nhân có quả qua lại. Chắc chắn vậy luôn. Nên đừng bao giờ có người trong cuộc đời này cho rằng ta thiệt thòi. Ta có cực lực nhiệt tình cỡ nào đi chăng nữa, người ta vẫn là chửi mắng mình và người ta vẫn xem thường mình. Vì sao? Vì mình trả nợ cho người ta. Nhớ nghe, trả nợ cho người ta mà. Chàng ơi, những đức nuôi bao nhiêu bà già trong chùa mà có nhiều bà bà đi ra tới cổng chùa bà chửi té tua mà. Bà chửi té tua, vừa chửi xong ra ngoài xe đụng cái râm, kêu xe chở vô chùa lại. Kinh khủng không? Mày hỏi nhờ bà Châu nè. Mấy bữa trước Tôi đi về đi. Tôi đi ra ngoài đường cho xe nó đụng tôi. Bà nghe bà Châu nghe. Cho xe nó đụng tôi. Nó đụng tôi chết ở ngoài đường đi. Nó bà chết kệ bà. Đâu phải gì biết gì với Đức chết đâu. Chuyện của bà thôi. Bà đây thì những Đức lo cho bà. Còn bà đi ra đường xe đụng bà chết gác mà chịu. Bây giờ kêu con nó cũng không có lợi. Thì bà tì bà thôi. Sao kệ bà, nó gì đưa tiền cho tôi, không có tiền. Nó có tiền bạc gì đâu. Nuôi bà bây giờ kêu cái đưa tiền cho bà đi, không có tiền đâu. Đi đâu bà đi kệ bà. Nhưng tôi báo tin cho bà biết, mới có một bà bên kia vừa đi ra đường, xe đạp đụng chết tại chỗ. Bà mới nghe bà đâu có hiểu quý vị. Mình nói câu nhanh, nó nói xe đạp đụng chết tại chỗ. Bà tưởng đâu xe hơi, xe cam nhông gì đụng chết. Bà nói gì xe gì đụng chết. Xe đạp đụng chết, queo cái bà già luôn. Đưa vô phòng hộ niệm, hộ niệm đi đài hỏa táng rồi.
Còn bà mà cái kiểu mà xe cán dẹp lép thì những đứa cũng không biết bà ở đâu thì khỏi cần làm, mai táng làm chi. Nó sẽ đem bà vô phòng xác, nó ướp ở trong đó, nó làm cho bà lạnh nằm ở trong đó, không có siêu thoát đâu. Không có siêu thoát gì đâu, nó khổ dữ lắm, nhưng mà giận đâu. Làm bộ là biết rồi, hạ cái tâm rồi, thấy chưa? Để bị biết phiền não gì không? Người ta bưng cơm về cho ăn, rồi người ta bớ ra từng tô cơm, bớ từng tô cơm, rồi bớ cho bà sao nhất, thì bà nói rằng ăn cơm thừa canh cặn. Mà tám mấy tuổi rồi đó mà vậy đó, ăn cơm thừa canh cặn. Trong khi người ta bớ từng tô cơm, mà người ta đưa bà sao, bà nói là ăn cơm thừa canh cặn. Bà nói bà là mẹ Việt Nam anh hùng. Mà ăn cơm thừa canh cặn tôi nhục nhã lắm, thà đổ máu chứ không chịu nhục, cho thấy ghê không? Châu á, thà đổ máu chứ không chịu nhục. Nó thôi thôi vậy thì đi đổ máu đi. Tới nuôi người già mình hiểu quý vị. Chúng ta phải dọa mình, chứ không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Những đức mà gương mặt như đâu phải hù mà lớn lên đâu, đâu phải bị hù mà lớn quý vị. Những đức là tự lớn chứ không phải là hù. Hiểu không? Nó ăn cơm xã hội mà lớn mà nói chuyện vẫn chơi, hù như nó đâu có được. Nó thôi 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 thì đi đổ máu đi. Cuối cùng nay cũng ở bình thường cái gì đâu. Sao mà Nhị Đức nói thôi thôi, người ta anh hùng dữ lắm, thôi thì bớ tô cơm trước nhất đưa cho người ta đi là xong. Nó à, vậy thì tôi cảm ơn, tôi ở lại. Mệt cái ghê, làm như là xíu làm đại ca không mà. Thấy chưa? Thấy kinh khủng không quý vị? Quý vị vô gặp, quý vị gặp bà Châu đâu có đơn giản đâu. Bả mà gặp người ta cộng tu đến chùa là phải nghĩ bả là chủ nhà đó. Nó sực người ta chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe quý vị. Bả chỉ là ngán mình những đức thôi. Với thêm nữa là bà Nhật, Biên Nhật, bả ngán mà Biên Nhật. Còn nhiêu là ai bả cũng không sợ. Những ăn sắp xếp bả cũng không sợ luôn. Nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng không có đơn giản. Nuôi người già không có dễ đâu, đừng có hỏi cách này cách kia. Nuôi đi rồi sẽ biết. Nuôi đi rồi biết. Vì nuôi một người mẹ, người cha nhà, vì thấy sao biết liền rồi, đúng không? Nó đó là kể mấy cái chuyện bé thôi đó. Chuyện bé xí. Chuyện bé xíu thôi đó nghe. Nó rồi nuôi các nàng trẻ cũng không đơn giản. Ây da, không đơn giản chút nào. Ây da, thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị ơi. Ừ, nó nên nuôi từ một đứa con nít, rồi nó lớn lên tâm sinh lý thay đổi, rồi điều chỉnh tâm sinh lý, rồi chỉ dẫn. Không đơn giản đâu quý vị. Theo cái ngày tháng thay đổi của tâm sinh lý, nó không đơn giản để điều chỉnh người ta mà ở được trong chùa mà vui đâu quý vị. Dễ không? Quyển sách này không biết sao viết luôn. Nghe không? Mà quý vị biết vì sao mà những đức mà giảng pháp cái gì cũng giảng ra được không? Đó. Thấy không? Nó đa dạng rồi còn cái gì? Rồi gặp BD nữa. Trong cái cõi này đúng là phàm thánh đồng cư độ đủ chuyện hết trơn. BD nữa. BD tính tình khác. Ví dụ như nữ thì nữ không là tính nữ, nam là nam không là tính nam, đúng không? Còn cái này nửa nam nửa nữ, cái này mới khó. Cũng khó nó này chứ không phải dễ đâu quý vị. Đó, có những lúc thì họ buồn vì nữ, có hồi lúc như họ buồn vì nam, một thân mà có hai tâm. Dễ xử lý không? Khó lắm cho mà vậy đâu. Nên đôi khi Nhật Đức nói chuyện với mấy ảnh thì Nhật Đức nói, tôi nói cho mà biết không. Nó là giống họ kết rồi đúng không? Có những lúc thì nói, phải biết mình là một người đàn ông, một người thanh niên, chúng ta phải hiện tướng một người đàn ông nhớ. Thì tự nhiên họ mạnh mẽ lên. Nhưng mà nó không có thì sao giống họ? Thấy chưa? Và mình phải thông cảm cho cái tâm lý của họ thì mới giúp đỡ cho họ được. Nếu như mà lúc nào mình cũng phê phán họ thì họ chịu không nổi, bị tức lên. Hiểu chưa? Tức mà nó tức quá thì sao? Thì đức. Tức quá thì đức chứ sao quý vị? Hiểu không? Đó, nuôi con người là cực kỳ khó khăn quý vị, nó không đơn giản chút nào.
Nên khi quý vị tu hành mà ở trong cái công chúng đông gì nè, rồi quý vị sẽ luyện được cái công cụ thứ thật của quý vị. Hôm qua có cái ông đi đến chùa, ông nói là rõ ràng đôi dép của con, đôi dép của con. Vừa vô chánh điện tu con đi ra, con đôi dép này là của con. Xong một cái bà cụ với lại nói đôi dép này của chùa. Ông nói không, cụ đôi dép này là của con mang đó, không, đôi dép của chùa. Không có đôi dép của ông, dép của chùa. Này, con nói dép của chùa. Ông nói dép của chùa gì dép tôi đâu. Nói, rồi xong bà mang đôi dép đi luôn. Mà chính đôi dép đó của ổng. Mà bà nói đôi dép này của chùa. Bà ông mang đôi dép đi luôn. Cuối cùng ông vô ông hỏi đi, thầy gì đôi dép này của ai? Thầy vừa đứng nói, dép của chùa. À vì sao? Vì bà già bà lỡ mang đôi dép rồi thì mình phải nói dép của chùa. Vậy cô cụ hỏi gì, dép cô đâu thầy? Nói hồi nãy chú có mang dép lại không? Dạ có, chú quên rồi đó. Chú nhớ kỹ là đi. Hồi nãy chú đi ra đường chú quên mang dép á. Xong cuối cùng ông nói, ồ không lẽ con quên mang dép vậy? Ông này ông đơn luôn bị bà già. Bà già đột phá ông đơn luôn quý vị. Cuối cùng nó không lẽ con nãy con đi ra đường con quên mang dép. Bây giờ nhà Đức giải thích cho chú nghe. Khi chú chuẩn bị đi chùa là trong tâm chú rất là vui. Vui vô cùng vui đúng không? Nó cực kỳ vui luôn. Hôm qua trước khi con chuẩn bị đi là con đã chuẩn bị đồ, là sáng mai đi là đêm hôm con ngủ không được. Nhà Đức nói đúng rồi. Đêm hôm chú ngủ không được thì chắc chắn chú bằng thằng. Chú bằng thằng. Đầu óc chú nó cảm thấy nó giống như nó bằng thằng. Lơ lơ lửng lửng đúng không? Nó, sao thầy biết? Chắc chắn là như vậy. Khi chú bước ra khỏi nhà chú quên mang dép. Vì chú sợ không kịp xe đúng không? Nó nói, dạ hồi sáng cô sợ lắm thầy. Cô sợ không kịp xe thầy. Đúng rồi, chú sợ không kịp xe nên chú quên mang dép. Nên khi chú đi vô chùa thì chú mới mang dép. Thì cuối cùng bà già bà nói dép này của chùa, 100% dép này của chùa. Cuối cùng ông nói, à chị chắc con quên mang dép. Thôi vậy thầy cho chú đôi dép. Lấy đôi dép mà hai màu này mang về đi. Dép hai màu là dép chiếc này chiếc kia. Mà chú nhớ dép này nhà Đức cho chú đem về. Mà đem về xong mang trà giữ lại. Để vài bữa đi đến chùa thì mang dép này. Mà chú nhớ chú mang dép này đi ra đường công an không bao giờ thổi. Có cái vụ đó đó hả thầy? Đúng rồi. Chú mang dép này ra ngoài là đường công an không bao giờ thổi chú đâu. Hỏi thì sao? Thì chú mỗi lần mà chú gặp công an là chú cứ gì nè. Anh. Thì biết rồi đó, hiểu không? Hiểu quý vị? À hiểu rồi, công an nào đi bắt ông khùng chi? Nên quý vị biết rằng cuối cùng dép là dép của ông. Nhưng mà giết ông thầy với bà già làm ông quên luôn. Cuối cùng mới bắt buộc phải cho đôi dép chiếc này chiếc kia mang về. Kiểu này mà đi về rồi coi lại đôi dép mất tiêu nghe. Vài bữa lỡ hỏi thầy ơi con về không thấy đôi dép ở nhà. Thì lúc đó Nhận Đức nói rằng là do chú đi bỏ dép ở nhà nên người nhà không coi kỹ dép chú bị ăn trộm lấy. Rồi cái này rất là mơ hồ luôn. Qua toàn mơ hồ luôn quý vị. Đó. Nên mình quên dép hay mang dép mà mình còn bị người ta đột phá cái tâm mình. Và không biết mình mang dép hay không mang dép. Giống như nón đội trên đầu mà đi tìm nón vậy đó. Đúng là mê hoặc điên đảo thiệt luôn. Đây trong nhà Phật dùng câu nói gọi là định kiến không rõ ràng. Chúng ta không quyết định được mình như thế nào. Đấy là sự thất bại của mình. Mình phải tin tưởng 100% là con có mang dép và con chấp nhận xả đôi dép. Chứ không phải là con không biết con có mang dép hay không. Cái này mới là câu giải thích quan trọng nè. Bạn gặp sự việc như vậy, bạn chấp nhận xả đôi dép. Bạn biết bạn có mang dép. Và bạn chấp nhận rằng chắc con quên dép. Như vậy thì bạn là thật sự có trí tuệ. Còn cái này là bạn mơ hồ, bạn không biết bạn có mang dép hay không.
Vậy thì chắc chắn rằng là bạn sai. Nên phải nhận thức được những cái mà chúng ta chịu thiệt. Chịu thiệt nhưng hiểu chịu thiệt. Đây là người không phải chịu thiệt. Câu chuyện giải thích ra đó quý vị. Nên bản thân những đức á, nhiều người ta đi tu hành là người ta lụm những cái xịn sò. Còn những đức đi tu mười mấy năm nay là lụm rác. Mà may mắn thay mình tạo cái thùng rác của mình thành cái thùng rác mà nó phân tách ra được quý vị. Nên trong rác mà nó lại có kim cương hột sò. Trong rác mà nó có kim cương hột sòn. Còn trong cái kim cương hột sòn gì đó mà nó lẫn lộn rác bên trong, chúng ta mới thấy cái tác hại lớn. Còn mình đã biết đây là rác người ta bỏ ra, thì bản thân của mình phải biết nhận thức nó sâu sắc. Không khéo mình cũng thành rác này. Quý vị coi, bây giờ nói gì cái cuộc đời này, người ta gặp người già người ta sợ giết mồ. Ta nghĩ già có làm được gì đâu, mù làm được gì đâu. Dù người ta tổ chức một chương trình người mù một số người thôi. Còn mình là mình mong mình đem pháp môn tịnh độ này mình giới thiệu. Nên mình mới làm đến mức như vậy. Bây giờ mình nói thiệt chứ bây giờ bà con dòng họ gì chứ bây giờ nói con ruột. Mẹ mà già mà nói đi đến mà ở nhà mình luôn có nhiều người. Đâu có chịu cho mẹ ở luôn. Nghĩ rằng già cả lỡ nhà thì bê bối, khạc đờm, giải hôi hám. Ở bầy hay. Rồi khi nó ăn nhậu đồ có bà già kế bên có khi cũng làm mất hứng. Tự nhiên không thích. Nhưng quý vị ngồi suy nghĩ bản thân chúng ta rồi có già không? Bản thân mình cuối cùng cũng già. Bây giờ mình không thương người già, mai mốt mình già mình sao? Nên những đức nói cho quý vị nghe, khi cha mẹ già rồi cái tâm nó quân tập, cái tuổi, cái thờ mà khi mình còn nhỏ mẹ mình chăm lo cho mình từng chút, khi nó già rồi nó thành cái nghiệp đó nó quay lại nặng. Nên tuy mình lớn nhưng mà mẹ vẫn nghĩ mình còn nhỏ không biết lo. Người mà làm mẹ thường có nói câu, nó lớn vậy chứ nó không biết lo cho nó gì đâu, cứ là đi bận tâm vì con à. Nên mấy cái câu nói là con dù lớn vẫn là con của mẹ. Tự nhiên đối với mẹ, tự nhiên mình là một người nhỏ lắm vậy. Có nhiều đứa con dù làm chủ tịch đi chăng nữa, nhưng mà lỡ gần mẹ, mẹ không vỗ đầu mày bữa nay nghe. Bữa nay mày chức phận được nghe, mày bự con nghe, mày lớn con được nghe. Tự giống cái tình mẹ thương mình dữ lắm. Rồi cái tự nhiên từ miếng ăn nhỏ, cái nghĩ là ngày xưa, cái nó quân tập thành một cái nghiệp của nội tâm. Cái nó quan tâm cho đứa con mà không cần thiết luôn á. Rồi đứa con quay lại la, mẹ cứ vậy hoài à, lo cho mẹ đi. Con lớn không tự lo cho con được, mẹ cứ lo cho mẹ đi, mẹ già mẹ không chịu lo cho mẹ đâu. Con thấy mẹ làm chứ mà mệt mỏi còn hơn cái gì. Rồi mình thấy bà làm mình cũng thấy tức mình cực chi. Già rồi nghỉ ngơi đi. Nhưng họ không có nghỉ được. Tại vì sao? Cái tâm sai khiến của họ nó nhiều năm quân tập. Bây giờ đến lúc trong nội tâm nó phát ra, nó sai khiến cái thằng này phải đi như vậy đó. Phải đi làm bận điệu như vậy, không chịu nghỉ ngơi. Con người nó quân tập chỗ nào nó ra chỗ nấy à. Ngày xưa mẹ Nhân Đức thì bà 40 mấy tuổi, 48, 49 tuổi. Buổi trưa bà không bao giờ ngủ. Bà đi chui xuống sàn nước, bà lụm rác á. Bà lụm, bà làm hoài đó. Bà nó chửi sùm. Cứ gì mà cự lộn nhau. Tại vì sao? Bà đi nghỉ chút đi. Nhưng mà bà quân tập quen rồi. Từ khi còn nhỏ bà đã cực quen, bà làm quen luôn. Bà không bao giờ nghỉ được, bà không bao giờ nghỉ ngơi được. Cái tay bà không nghỉ được, quý vị coi. Nó quân tập cái nghiệp. Nên mẹ cha mình khi già nó lạ lắm. Nên cái người già nó đi ngược lại cái tâm người trẻ. Nên mình mà người trẻ mà mình có thể nhận thức được người già, đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Cực kỳ khó khăn đó. Đi coi nuôi người già mình thấy tội nghiệp. Cái bà già bà lẳng rồi mà bà cứ gọi Thành ơi, Thành ơi, Thành con, Thành ơi. Bà gặp những đứa bà kêu Thành, bữa nay sao con cạo đầu chọc lóc vậy Thành? Sao những đứa nói con đi tu rồi mẹ ơi? Nó pha chơi mày, mày bỏ vợ con vì sao? Nhà cửa sao Thành? Vợ con nó bỏ con rồi mẹ ơi. Con đi tu à hả? Con đi tu à? Lâu chưa? Mấy năm rồi mẹ ơi?
Giờ con lại đây con nuôi mấy bà già cùng với thầy nhân đức, mẹ ơi mẹ. Ờ được rồi đi tu đi con, tội nghiệp nhỏ ghê. Ôm mình đi. Bà lẳng rồi, bà nhớ thằng Thành, bà nhìn mình, bà coi con bà thằng Thành. Bà thấy đầu chọc lóc đó, Thành sao đầu chọc lóc bị con. Mình diễn theo luôn quý vị. Con đi tu rồi mẹ ơi. Chưa, thấy không? Nên quý vị biết rằng ta nuôi người già mà mình nhìn nhận kỹ lưỡng cái tâm tính người già hết ra luôn. Nên những đức nói quý vị mình đừng có la cha mẹ mình, vì đó là tình thương chân thật của họ dành cho mình đó. Tình thương họ rất chân thật dành cho mình á. Chứ đừng quý vị mình nói họ phiền phức, rồi sau này quý vị sẽ phiền phức, sẽ phiền phức đó. Nên đối với người già quý vị chỉ cần hiểu về tâm trạng họ thôi thì họ rất thương quý vị. Có bao nhiêu con người người ta đặt câu hỏi vì sao thầy nuôi bao nhiêu bà già được. Cứ đặt câu hỏi là vì sao thầy nuôi bao nhiêu người già được. Mới đây nè, hôm kia có ba bốn cô này chắc cũng danh nhân làm ăn lớn. Họ dự định họ có một khu đất, họ sẽ mở ra một khu dưỡng lão và được mặt chính quyền cho phép. Họ đến hỏi những đứa cái cách nuôi dưỡng lão như thế nào. Những đứa nói những đứa cũng không biết nuôi dưỡng lão bằng cách nào luôn. Tại vì sao? Đây là cái tấm lòng phát ra thì không có giấy bút gì ghi ra được. Bây giờ những đứa hỏi quý vị, bây giờ cái vai trò làm mẹ, dạy người ta làm mẹ sao làm được? Quý vị phải tự đi làm mẹ. Quý vị chăm con thì sẽ biết làm mẹ hay sao? Bây giờ nuôi mấy bà già thì bây giờ giấy bút nào mà ghi ra thì nó thành pháp chết. Mà đặt vào nó không đúng chỗ thì cũng sai nữa. Chỉ có nuôi rồi phát cái tấm lòng thì điểm nào cần thiết điều chỉnh thì điều chỉnh. Chỉ cần có tấm lòng thì nuôi được người già. Vậy thôi. Còn lúc trước có cô Phật tử mà đệ tử ruột của một vị rất nổi tiếng, mà đến gặp những đứa cũng muốn mở viện dưỡng lão, mà ở trong chùa mà cô đi xuất gia luôn. Rồi sau này cô làm chủ trì chùa mà cô xây, rồi cô nuôi người già. Cô cũng gặp những đứa hỏi, những đứa nói cô có đi tham quan hết chùa mình đi. Rồi những điều quy tắc những đứa nói chỉ mấy cái đơn giản là khi nhận người có quy tắc vậy thôi. Còn khi nuôi con người tự cô phát tâm, tự cô phát tâm. Vì cái ban đầu của những đứa con không có lập trình gì cái chuyện này chứ, mà từ con người thương con người nên có nhiều người trẻ ở đến họ gặp những đứa dạ thưa thầy con muốn chăm người già, con xin hỏi thầy là tắm người già làm sao? Những đứa hỏi cô tắm cô làm sao? Chứ hỏi là gì thôi, cô tắm cô làm sao? Cô kỳ cọ cô làm sao? Thì cô kỳ cọ mấy bà già gì? Bản thân mà tắm người ta làm sao mà đi hỏi người khác làm sao bằng hỏi mình? Vì bản thân mình có tắm mình không? Nè. Bây giờ những đứa hỏi quý vị ăn muốn ăn ngon không? Chị vị nấu ăn ngon. Tại vì mình muốn ăn ngon thì mình phải nấu ngon chứ. Nên những đức nói rằng bản thân của chúng ta là mình biết thương mình thì bản thân mình sẽ biết thương người khác. Mình biết thương mình thật sự đi, chân thật mà thương mình đi. Mình đặt vai trò của người mẹ, người cha mình đi, rồi mình sẽ biết cái vai trò mẹ cha mình sao à. Mình bây giờ làm mẹ làm cha người ta, mình đã là có nhiều cái bận tâm vì con rồi đó. Thì mình biết mẹ cha mình đã quân tập bao nhiêu chục năm hơn mình sẽ như thế nào. Thì lúc đó mình sẽ tha thứ cho mẹ cha mình. Thí dụ như bây giờ mình lớn rồi, mình đang làm lưu bu vậy mà bưng lại miếng đồ ăn đưa cho mình. Nè con ăn đi, mẹ mới nấu nè con. Bưng lên ăn đại đi. Ăn đại đi, đi la bà làm chi. Đi nói bây giờ bà làm chi ạ? Bận bịu bà làm chi ạ? Đừng có la bà, đừng có nói bà làm chi. Bưng lên ăn đi. Mình ăn hết mình cho mấy người xung quanh ăn. Đừng có cho bà thấy. Nghe không? Cuối cùng bà cũng vui. Bà thích làm bà cứ làm đi, bà làm giết hết hết cái nghiệp đó bà nghỉ làm. Tại bà lo cho mình tiếp nhận xong rồi thì hết cái nghiệp sau này nó chuyển nghiệp. Còn bây giờ mà bà lo cho mình mà mình la bà là nó chửi cái nghiệp lại. Nó đeo đẳng hoài theo, nó làm cho mình phiền não hoài vậy đó, không phải giỡn đâu. Đó. Nên á, mỗi một con người nghe đạo biết tu quý vị để ý những cái điều những đức chia sẻ, nó có những cái điểm quan trọng, cái móc khóa mà mở ra của nội tâm quý vị đó. Mở ra được quý vị sẽ thấy Phật pháp hay dữ lắm. Có vật hiệu này quý vị sẽ thấy cực kỳ hay luôn. Lạ tay trong có vật hiệu có bộ nguyện thù thắng thì sao á. Khi cái tâm con người mình như thế nào
đi chăng, nhưng mà niệm câu Phật hiệu lên là cái tâm nó dịu liền. Hiểu không? Tâm nó dịu liền, rất là hay. Mà niệm chân thành, niệm chân thật, niệm chân thành chân thật là gì? Là mỗi lúc mỗi nơi niệm, siêng năng niệm, niệm viết đi rồi quý vị sẽ thấy cái tâm quý vị nó đặc biệt liền à. Những đức mà nói mỗi ngày nó vui nhiều lắm, mà trong khi công việc như đức nhiều lắm sao vui vậy, mà như đức mỗi ngày vui nhiều. Quý vị biết có nhiều người nói công việc của thầy nhiều gì không có thời gian, những đức nói những đức mà chịu ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ cũng nói được. Khi đã ngồi chơi rồi là không có công chuyện gì chứ, không có ai réo hết chứ, không ai kêu tới chứ, ngộ vậy đó. Người ta ngồi một chút thôi là có người kêu người réo, những đức ngồi chơi không ai kêu réo tới chứ. Vì sao? Vì những đức cũng đâu có kêu réo ai đâu, đâu kêu réo ai đâu. Trong chùa chuyện với sắp đặt ban bệ hết trơn rồi, cái khâu nào thì cứ làm theo khâu nấy thôi, khâu nào thì cứ làm theo khâu nấy thôi, mệt thì nghỉ. Tại vì làm việc trong chùa làm hoài làm cũng không hết nữa, nên làm mà lúc nào muốn nghỉ nghỉ, làm thì làm vậy thôi, nên nó tự tại được. Còn nếu như mà gặp cái ngôi chùa mà làm mà nó công lưng công khổ mà làm, bỏ cơm bỏ nước thì tiêu phiền não đó. Phiền não cái chỗ là đi ngược lại cái cuộc sống của mình. Nên những đức nói vị nghe nghe, cả ngoài đời cũng vậy nè, quý vị mà chịu mà buôn bán gì, kinh doanh gì, thà làm chủ nhỏ để mình quyết định. Còn mình đi làm công cho người ta thì có khi lạ tay là bản thân mình phải bị câu thúc. Còn nếu như mình làm một cái người buôn bán đơn giản bình dị nha, quý vị mà biết dưỡng tâm thì bị buôn bán 3 tiếng còn hơn người ta bán 30 tiếng. Thì bán không có lâu, nhưng mà người ta lựa ngay cái giờ quý vị bán, người ta lựa người ta mua. Còn cái vợ bị không bán thì thôi, mà ta chờ cái vợ bị bán người ta lợn ta mua đó. Tại vì người ta thích mình rồi, người ta lựa cái giờ mà mình bán người ta lợn ta mua. Nên mình bán 3 tiếng bằng hơn người ta bán 30 tiếng. Nên mình ví dụ như có những người ta lợn ta mua đồ, mình bán cái này không có lời gì đâu. Nó thôi thì sao đó chị. Nói, em nay lúc này em khó khăn, thôi được lấy miếng về dùng đi. Sao đó. Vì đó mà mai mốt người ta làm ăn được là người ta lợn ta mua mình nhiều quá. Là mua rất là nhiều, đi đồn tùm lum la lên chứ. Cái đó là dùng cái cách quảng cáo, là dùng con người quảng cáo chứ không phải dùng giấy quảng cáo nữa. Là cái người mà người ta khó, người ta nghèo rồi đó, người ta khổ quá, mình biết lỡ cho không luôn, lấy người ta đi quảng cáo giùm, đi quảng cáo mặt hàng giùm cho mình. Vì người ta quý mình quá, người ta đi quảng cáo. Bây giờ nói đây, nói đâu xa lạ, ở đây nè, chắc chắn là có nhiều người quảng cáo chùa mình nè. Thấy không, có nhận không? Đó, nên từ nơi đó mà ta quý mà quý vị. Nó thì cái chuyện kinh doanh làm ăn y rang vậy luôn. Mà quý vị muốn được như vậy là quý vị phải vì người ta. Xong thêm cái nữa là quý vị đừng có đặt nặng vấn đề về tiền bạc quá. Thí dụ như quý vị buôn bán gì nghe, có những cái bị tặng tặng đại thì quan trọng gì chứ. Vậy đó mà quý vị, càng bán càng lời nhiều nữa. Tại vì sao? Phước nó tăng lên. Thêm cái nữa là người ta không cần suy nghĩ đến quý vị nữa. Mà giết quý vị buôn bán nhẹ sờ nha, người ta không muốn trả giá cái nơi của quý vị luôn á. Bán làm sao người ta không muốn trả giá luôn. Tại vì sao? Vì hiểu quý vị, nó lâu ngày nó thành thương hiệu đó, thành thương hiệu á đó. Những đức nói thiệt chứ, nội mà máy niệm Phật, máy nghe Pháp của chùa mình thôi. Nếu mà nói những đức mà nói mà bình thường một tháng thu nhập còn hơn quý vị một năm quý vị mà làm kiếm tiền, không phải đơn giản đâu, nó chút thôi. Nhưng mà do nó quá nhiều, một cái dòng nó có một chút mà nó thành cái quá nhiều cái dòng á. Một cái máy có một chút mà những đức tính cái đó là tính cái chuyện mà dư ra để tặng cho người. Nhưng mà nó thành nhiều dữ lắm quý vị ơi. Chút à. Chút mà nhiều cái chút. Thấy chưa? Đó. Thật sự mà nói, ban đầu như đức đưa ra máy nghe Pháp này quý vị, lúc nào giá như đức cũng nâng lên, chứ nó không phải nằm vào cái giá chính đó đâu. Biết chi không? Biết chi không? Tại sao chùa mình mà máy nghe Pháp, máy niệm Phật nó đứng một giá không? Vì đức tính từ đầu, tính là cái giá này có lên xuống gì cũng nằm trong cái phạm vi này. Còn nếu bây giờ mà những đức không hiểu, những đức sát vô thì mai mốt lỡ nó lên, những đức tăng lên thì mặt mũi nào nói chuyện với Phật tử. Tại vì cái tiền nước ngoài nó lên xuống thường xuyên, nên mình mua là mình tính từ tiền nước ngoài, nó lên xuống thì mặt hàng lên xuống.
Nên mình nâng cái giá lên chút, nó lên xuống gì cũng nằm phạm vi giá đó luôn, nằm phạm vi đó. Nên quanh năm suốt tháng cái máy niệm Phật, máy nghe Pháp dù mình nó đứng yên giá, yên giá luôn, không có cần phải suy nghĩ tới. Nhưng mà trong đó nó đã có một chút rồi đó, có một chút rồi đó quý vị. Tại vì sao Nhật Đức nói những điều thẳng thắn này? Vì Nhật Đức có ăn cái gì đâu mà không nói, thấy không? Mỗi ngày ba buổi cơm đó mà có ăn uống gì đâu, có đi chơi đâu đâu. Giống như chiếc xe Nhật Đức đi, chiếc xe đó đúng là tâm bảo thiệt. Tại vì sao? Nhật Đức chưa từng dùng cái xe đi chơi lần nào, toàn là đi làm việc cho tam bảo, nên cái xe đó là tam bảo thiệt luôn, chưa từng cái xe đi chơi. Những đứa đi chiếc xe mà từ đó tới giờ chưa có một lần nào chiếc xe nó chạy tới Vũng Tàu, cái xe nó chỉ chạy đúng từ đây qua bên Đại Tùng Lâm. Xe này biết ngầu hư không biết luôn đó quý vị. Thì đây qua Đại Tùng Lâm, Tùng Lâm về đây vậy thôi, rồi chạy vô trong cái nhà nó nằm nghỉ. Thì những đứa còn làm việc nhiều hơn cái xe, quý vị coi á. Nên từ nơi đó mà làm việc của mình là nó như vậy đó quý vị. Nên tất cả cái gì quý vị làm việc mà những đức chia sẻ cho quý vị, nó là một công ty lớn, rồi cũng là một công ty nhỏ, cũng là một cửa hàng nhỏ luôn. Quý vị chỉ cần có cái tâm chân thật, nhiệt tình, vui vẻ, thì quý vị làm ăn kinh doanh buôn bán cái gì cũng hơn người ta, cái gì cũng hơn người ta chứ nha. Quý vị không bỏ con tép thì đối với bắt được con gà 100%. Quý vị phải bỏ con tép. Nè, bây giờ quý vị muốn về Cực Lạc, quý vị cũng phải bỏ công chứ, thấy không? Nè, chồng chữ vài câu thì nhịn để về Cực Lạc. Mình cứ nói rằng tôi là người ở thế giới Cực Lạc, tôi là người dân ở thế giới Cực Lạc. Ông chữ tôi đi, tôi là người dân ở thế giới Cực Lạc. Ông đè đầu cỡ cổ tôi đi, tôi chấp nhận vì tôi là người dân ở thế giới Cực Lạc. Quý vị thường cứ nói quý vị mình là người thế giới Cực Lạc đi. Mà người thế giới Cực Lạc là sao? Hoan hỷ. Người thế giới Cực Lạc là tha thứ. Mình cứ nghĩ mình là người dân thế giới Cực Lạc đi. Còn nếu quý vị nghĩ quý vị là người dân ở đây là bị hơn thù đấu đá với họ. Nhưng mà có những việc quý vị nếu có đủ trí tuệ, hơn thua đấu đá cũng một cách để độ sanh luôn, cũng là độ sanh luôn. Vì sao? Đây là những đức nói vì có khả năng. Tại vì chính bản thân những đức cũng có khi cũng đấu đá, nhưng mà hơn người vì mảng đó. Người ta cảm thấy người tu này không đến nỗi ngu quá. Độ một số người hiện đại, người ta thấy người tu này cũng phong phú thiệt nha, cũng có phương pháp, cũng đặc biệt thiệt. Người ta phải tìm đến mà học, hiểu không? Còn nếu như mà chỉ có buông xả theo cái diện tích của Phật Pháp thôi, thì tự nhiên một số người người ta không làm được cái chuyện đó. Ta nói người ta lại phân tách ngược lại là ta nói mình ngu, mà người ta không làm được điều đó vì nó nặng căn quá. Nên mình phải đẩy vào cái căn mà của bản thân họ. Nó họ căn như vậy được, mình cũng căn vậy được. Nhưng mà cuối cùng hai cái căn này nó khác nhau, thì tự nhiên họ thấy cái căn này hay nghe. Hay, thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng, thí dụ như Đức có khi gặp những cái người, người ta làm việc cho cái xã hội công chúng, khi những Đức gặp người ta, những Đức không có nói chuyện, ít nói chuyện lắm quý vị. Những đứa coi người ta nói cái gì, tại vì người ta nói cái mảng của ta thôi, để người ta nói phước cho rồi đi, mình nhào vô mình xẹt vô có biết có phù hợp hay không, hiểu không? Rồi mình tìm hiểu coi nhà người ta có nghe mình được không, có nghe thì lúc đó mình sạc được rồi đó, hiểu không? Mình thấy trên cơ thì mình sạc, nên người ta nói là liệu cơm cắt đồ hủ là gì, đúng không? Nên ban đầu mình gặp người ta mình phải nói chuyện, mình để người ta nói cái gì. Dù mình biết văn tự nhiều, mình giỏi, mình lanh đó, nhưng mà mình đừng có lanh liền, mình chờ cơ hội đi, mình để cho nó nói lúc nó hết, hết vốn rồi lúc đó mình sạc thì nó đứng cơ luôn, thấy không? Ví dụ như mình chơi với 5-7 anh em đi, họ rất là phô trương gì vật chất, mình để cho họ phô trương thì mình cứ keo đi, mình đừng có đụng tiền bạc vô cách nào, chứ mình giữ là hết tiền cho mình. Khi nó xài sắp sửa cạn vốn nó, lúc đó không thằng nào ra tay, mình hết ra tay. Cái đó mới quan trọng đó quý vị. Còn có nhiều người chúng ta là nhào ra để cuối cùng mà chúng ta đung ra cuối cùng ai cũng mắc, hiểu không? Nó nên
Thôi chú bị an lạc vậy ơi. Cười lên cái ơi. Chúng ta quyết tâm về cực lạc quý vị ơi. Mong quý vị thấy được cái chương trình chùa mình mà mỗi tuần vui gì, nhớ dẫn người ta đi tu. Nhớ nghe quý vị. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng. Mà có chừng chủ nhật tuần sau khó khăn nha. Đây là nói câu coi chừng chứ chưa quyết định nha. Tại vì nó đang trên đường về mà nó đã tới đâu mình chưa biết. Nhưng mà những đức nghĩ từ đây tới tuần sau coi chừng nó sẽ về tới đây. Nghe không? Thôi thì chúng ta cố gắng làm sao mà nó phát động chương trình. Tại vì lỡ chủ nhật tuần đó mình không đến thì buồn lắm. Thôi cho tay rồi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ. Chúc vị an lạc vị ơi.